Hello, xin chào các bạn. Các bạn hiện giờ đang làm một xoài rất là nhiều. Và hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món xoài dầm muối ớt. Sau đây chúng mình cùng vào bếp để làm luôn nhé. Nguyên liệu để làm món xoài dầm thì chúng ta gồm có hai quả xoài ương ương các bạn ạ. Loại này thì ăn vừa giòn lại chua chua ngọt ngọt. Các bạn không nên dùng lại chín quá, nó sẽ mềm và lại xanh quá nó sẽ chua. 3 thìa đường, 2 quả ớt tươi, 1 thìa ớt bột. Nếu các bạn không ăn được cay nhiều thì các bạn có thể giảm một quả ớt tươi hoặc là không cần phải cho ớt tươi. 1 thìa sữa chua muối và một bát nước lọc, kèm theo đó là một khay đá nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho đá ra bát các bạn ạ. Quả xoài xong các bạn sẽ cho vào bát nước đá nha. Mình sẽ gọt luôn cả hai quả. Hai quả xoài này to, cầm khá nặng tay các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ xắt từng miếng. Với kiểu xoài dầm này các bạn nên cắt miếng dài. Sau khi thái xong thì các bạn rửa qua nước lạnh đá này và chúng ta sẽ vớt ra rổ để ráo nước. Rồi mình sẽ vớt xoài ra rổ để cho ráo nước các bạn ạ. Sau khi xoài của chúng ta ráo nước thì các bạn sẽ cho xoài vào một cái bát khô. Sau đó chúng ta sẽ cho đường vào, muối, ớt bột và ớt tươi nhé các bạn nha. Ớt tươi này các bạn cắt nhỏ miếng nếu các bạn không có thời gian, còn nếu các bạn có thời gian thì chúng ta sẽ giã ra ăn sẽ rất là thơm mùi ớt các bạn ạ. Món này chắc các bạn nhỏ không ăn được bởi vì nó quá cay. Món này thì thường các bạn lớn lớn, thanh niên, sinh viên thì rất là ngon. Bên mình sẽ đảo đều lên. Wow, mùi rất là thơm. Sau khi đảo đều xong thì các bạn để tầm 15 đến 30 phút để cho gia vị ngấm vào xoài, sau đó chúng ta ăn được luôn. Bây giờ mình sẽ để ngâm. Các bạn ơi, thời gian ngâm muối ớt của chúng ta đã được rồi. Các bạn xem nước ra khá là nhiều thế này. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng nha, xin mời các bạn. Cái vị chua chua ngọt ngọt cay cay rất là đã các bạn ạ.
Mình đảm bảo các bạn làm món này sẽ ăn mãi không thấy chán. Wow. Các bạn ơi, các bạn hãy tự tay làm cho mình bát xoài dầm thơm ngon như này để thưởng thức những lúc mình rảnh rỗi. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, tạm biệt các bạn. Xin mời các bạn. Vị rất là thơm ngon, chua chua cay cay các bạn ạ.